Vâng, em Khả Năng Ô Tô xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng. Địa chỉ của em là An Não Hải Phòng đây, số điện thoại 0326062789. Ngày hôm nay Khả Năng Ô Tô sẽ giới thiệu cho mọi người một trong hai những chiếc Kia Morning đang rất được mọi người yêu chuộng đây. Đây là chiếc Kia Morning một chủ từ mới biển Hà Nội. Tên tư nhân 30V1318. Đời 2007, bản nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, động cơ 1.0 anh em nhé. Hiện tại thì chiếc này bên em đang bán với giá 128 triệu đồng đã bao rút hồ sơ cho bà con. Đăng kiểm mới tinh 12 tháng 12 năm 2020. Đó. Cam kết của em là chiếc này là không có đâm đụng nặng và ngập nước. Sở hữu 4 cái quả lốp rất là mới, đăng kiểm mới và na đăng đúc. Chiếc này là rất là phù hợp tiền với bà con cô bác có xe về để làm xe gia đình, xe đi lại. Tránh mưa tránh nắng, chở con cháu đi học. Đó, hôm nay ngày rất là nắng đây. Em đang mới sắm được cái mái che để quay cho bà con buổi trưa. Cảm ơn anh tất cả mọi người rất là nhiều. Địa chỉ của em ở Hải Phòng. Vậy số điện thoại của em là 0326062789 hoặc Zalo 0936405926. Anh em nào muốn mua tất cả những dòng xe đang có mặt ở đây, bãi nhà em hiện tại đang rất nhiều xe cho bà con cùng lựa chọn nhé, cực kỳ nhiều luôn. Vậy thì anh em nào muốn mua dòng xe nào có thể liên hệ trực tiếp với Khả Năng qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu những mẫu xe mình yêu thích. Đó, ngày hôm nay em đặc biệt giới thiệu cho mọi người một chiếc xe Kia Morning đời 2007 tên tư nhân biển Hà Nội. Một chủ từ mới. Không khoan. Đấy, tức là xe thì ngày xưa người ta có làm dịch vụ hay không thì em không biết, nhưng mà nó không khoan tắp nô anh em nhé, không khoan đồng hồ tính tiền đấy. Nên là khả năng sẽ rất là đẹp và cứng này thì em cùng quay cho bà con cùng review luôn. Anh em nào muốn mua xe thì có thể liên hệ đặt cọc qua số điện thoại của em, hoặc là anh em xuống trực tiếp địa chỉ Hải Phòng đây xem xe, trước khi đi có thể liên hệ trực tiếp với em để em chỉ đường hướng dẫn mọi người. Đó. Đăng kiểm tháng 12 năm 2020, cái đường gân gờ quanh xe nó đều và mượt lắm anh em nhìn không? Nó khá đều và mượt này. Đời 2007 rồi, tất nhiên là đời sâu rồi thì anh em nhìn cái xe này nó cũng không thể đẹp như mới được. Nhưng nó đều đến tầm 80-90% như này thì anh em có thể lấy về làm xe gia đình cực kỳ yên tâm. Hoặc là các bác nào muốn có một chiếc xe để chạy kiếm thêm thu nhập thì đây là cái sự lựa chọn hàng đầu cho bà con với phân khúc tiền 120 triệu. Hơn một chút thôi, anh em có thể sở hữu một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đời 2007. Bản đủ thì có túi khí và la đăng đúc anh em nhé. Có túi khí la đăng đúc theo xe. Đó, rất là đẹp luôn. Vậy thì anh em nào muốn lấy chiếc này có thể liên hệ em qua số điện thoại hoặc Zalo 0936405926. Sở hữu mẫu xe Kia Morning động cơ 1.1, xe rất là lành. Xe này thì xăng nó chỉ rơi vào khuôn tầm 5 lít rưỡi trên 100 km thôi, rất là tiết kiệm. Điều hòa mát, nội thất sơn xi ngoài thì rất là đẹp rồi, bên trong rất là cũng sạch sẽ, lấy bọc da. Đấy, có màn hình can nùi đầy đủ, vậy thì anh em chẳng cần làm gì cả, chỉ việc đổ xăng vào là lên đường thôi, kiếm tiền. Hoặc là anh em nào mà xe gia đình chở con cháu đi học thì nó khá là ok, mượt mà nhé. Đây. Thì với phần nội thất của chiếc xe này anh em nhìn thấy không? Keo chỉ cánh cửa đầu tiên là nguyên zin 100%, thì có một số chỗ hơi bong bong, cảm giác nó hơi bong bong một chút này, nó sẽ kiểu chóc chóc sơn ra một chút thôi. Đấy. Em tả chuẩn lắm, cái xe có như nào em tả hết như thế cho bà con cùng xem và ngắm và mua xem xe luôn. Không có ngại gì anh em nhé. Đây này, thì cái phần tapi nỉ nó vẫn còn nguyên này, đây cái vách nỉ này còn nguyên nhé, tapi nỉ này. Có cái tapi đây nó khá là sạch đẹp. Và phần nội thất thì ghế bọc da rồi. Với vô lăng dán da phím còi này. Đấy. Anh em nhìn thấy cái phần táp nô không ạ? Táp nô người ta không có khoan đồng hồ tính tiền nên là xe nó còn khá là đẹp. Đấy. Cột kèo keo chỉ là đầu đít là cột kèo này. Anh em nhìn thấy cột kèo, những phần đinh tán của cái cột này vẫn nguyên nhé. Không hề bị gãy, không bị nứt hay là không bị làm lại hay là bị đâm va gì thì nó không có méo, nó rất là đẹp luôn, sạch đẹp. Đây. Keo chỉ cánh này cũng còn nguyên zin nhé. Xe rất là cứng xe và đẹp xe luôn. Đấy, nốp tương đối mới. Nói chung là hơn mức hơn 120 triệu một chút, anh em sở hữu xe nhập khẩu đời 2007 nên gầm bệ khá là chắc và ok rồi. Thì anh em hoàn toàn yên tâm về đổ xăng lên đường chạy thôi, không cần làm gì thêm. Đấy, đã có màn hình can nùi đầy đủ nhé. Màn hình can nùi đây thì cái nội thất cũng khá là mới tươi đẹp. Đó, không cần làm gì thêm đâu ạ. Đây các bác này, vẫn có cái đồ chắn cốp đằng sau này nguyên này. Cái lốp dự phòng anh em bỏ ra ngoài rồi thì tí cho vào sau. Vừa mới vệ sinh xe xong sạch đẹp thì lửa đây quay luôn cho bà con tiện, với mức giá 128 triệu đồng đã bao rút hồ sơ. Anh em nào muốn lấy chiếc này có thể liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789, rất là sạch đẹp luôn. Đó. Cực kỳ sạch đẹp nhé. Giá tiền lại rẻ phù hợp với túi tiền bà con, 128 triệu đã bao rút hồ sơ rồi. Một chủ từ mới anh em có thể để biển Hà Nội đi, rất là tiện cho bà con. Rồi thì em sẽ để lộ máy chiếc xe này lên cho bà con cùng ngắm nhé. Xem cái phần khoang máy cũng như là cái đường động cơ, máy móc rồi cái phần điều hòa nó có mát hay không. Đây.
Đó. Máy nổ rất là êm, điều hòa đây, em sẽ bật luôn cái phần điều hòa lên cho bà con. Đấy, đóng lốc điều hòa, à, mát ngay. Chân nỉ nguyên bản theo xe nhé. Chân nỉ nguyên bản theo xe này. Đó, rất là đẹp rồi. Sạch đẹp. Màn hình đây thì anh em có thể bật cái phần màn hình này lên. Đã có màn hình cam đùi. Không thiếu chức năng gì cả, điều hòa rất là mát luôn bà con nhé. Điều hòa mát buốt luôn. Rất là mát. Thế cái đồng hồ găng ti thì anh em nhìn này, hoạt động rất là êm ả và mượt mà. Đó, nên là rất là đẹp. Dòng xe nhập khẩu. Máy 0.1 thì anh em. Đấy, nên nó khá là khỏe và bốn máy, động cơ bốn máy nhá. Khóa thì Kia Morning khóa vẫn theo xe này. Đấy. Thì khóa theo xe. Giờ em sẽ cho mọi người xem cái phần khoang máy động cơ của chiếc Kia Morning đời 2007 tên tư nhân này. Biển Hà Nội nó không một chủ từ mới cũng khoan. Đây là phần máy móc của chiếc này anh em nhé. Đó, anh em đi thì nó sẽ bụi bẩn như này đây, nhưng mà chỉ cần vệ sinh đi một chút thì nó vô cùng sạch sẽ và đẹp. Khuyến cáo bà con là không rửa bằng nước nhé. Anh em không biết rửa là cháy máy như chơi ấy. Không đùa được cái chuyện rửa máy đâu. Khoang máy này không nên rửa, chỉ nên lau thôi. Bốn máy đây hoạt động rất là êm ái và mượt mà, không hề rung giật, không hề có tiếng kêu lại. Rất là đẹp, sạch đẹp. Đầu đít thì cam kết các bà con là không đâm đụng nặng ngập nước. Đấy, tai đèn còn nguyên này, sắt xi đầu giằng còn nguyên đấy. Anh em chỉ việc đổ xăng vào chạy thôi. Mức tiêu hao nhiên liệu thì nó khá là phù hợp với bà con cô bác. Nó chỉ rơi vào tầm khuôn 5 lít rưỡi trên 100 km thôi. Vâng, như vậy thì vừa rồi Khả Năng Ô Tô đã review cho mọi người xong một chiếc xe Kia Morning đời 2007 bản nhập khẩu. Số sàn, động cơ 1.1. Số điện thoại của em là 0326062759. Giá bán 128 triệu đồng đã bao rút hồ sơ. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.